Không phải à? Đó nè. À rồi kìa. Đó Sài Gòn trăng nè. Ai cầm đi, ai cầm đi. Đây là quận 2. Bên kia quận nhất kìa. Để dọc đi, để dọc đi còn gì. Bên kia. Ủa giờ con đi nè. Không, cái, không được, khi mà đã chọn chế độ rồi là nó không có chỉnh được nữa. Phải quay khác. Cái này dưới nè. Thì cứ nói là lưu lại cho vui. Thì quan trọng có giọng mình ở trong chứ quay hình làm gì. Đó. Lưu lại còn khác. Mà cái gì? Không. Cái video này cũng đã thả gì xuống này. Ôi trời. Như ở đây tiếp.